Lời đầu tiên đại diện cho Hội Khuyến học của Giáo xứ, chúng con xin được gửi lời chào đến quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý vị trong hội đồng mục vụ giáo xứ, quý khách mời cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa và các em học sinh yêu quý, lời chào trân trọng nhất của chúng tôi. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý vị trong hội đồng mục vụ giáo xứ, quý khách mời cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa và các em học sinh yêu quý. Giáo dục thế hệ trẻ là bổn phận của mọi người, là trách nhiệm của các gia đình, nhà trường, xã hội và giáo hội. Vì thế, qua sự gợi ý của cha chánh xứ cùng với sự động viên của cha phụ tá, giáo xứ hàng năm tổ chức ngày khuyến học cho các em. Khuyến học là một chương trình sinh hoạt cố định hàng năm của giáo xứ, là một truyền thống văn hóa tốt đẹp của con người Việt Nam, nhằm khơi dậy cũng như góp phần động viên khích lệ và tiếp sức cho các em học sinh, nhất là các em có tinh thần phấn đấu vươn lên trong học tập, trở nên những học sinh chăm ngoan, hiếu học và nỗ lực vươn lên không ngừng. Hàng năm, giáo xứ không chỉ khuyến học văn hóa mà còn khuyến học giáo lý nữa. Vì giáo dục đức tin cũng là điều hết sức quan trọng của người Kitô giáo. Các em lớn lên và trưởng thành dưới nền giáo dục tốt và có ý thức thực hiện đời sống đức tin thì mai sau này các em sẽ trở thành những người tín hữu tốt, là những chiến sĩ phúc âm làm chứng và loan báo tin mừng cho Đức Kitô. Qua những năm tháng phấn đấu tu dưỡng và rèn luyện, các em học sinh, các sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng, cao học và nghiên cứu sinh đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong học tập cũng như trong công việc của mình. Trong đó, công lao các thầy cô và các bậc phụ huynh cũng không nhỏ, đã luôn quan tâm chăm lo đến việc học tập và tu dưỡng cho các con em. Kết quả các con em chúng ta đạt được như ngày hôm nay là niềm vinh dự cho giáo xứ, niềm tự hào của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và xã hội. Nó đã tô thắm cho truyền thống hiếu học mà tổ tiên ông bà cha mẹ chúng ta đã gầy dựng nên. Hôm nay, trong không khí tưng bừng ngày hội khuyến học, chúng ta có mặt tại đây để vinh danh và phát thưởng cho những kết quả mà con em chúng ta đã đạt được trong năm học vừa qua 2016-2017. Vâng, vì học sinh thân yêu thế hệ mai này của giáo hội và xã hội, xin được giới thiệu với các em và cộng đoàn giáo xứ sự hiện diện của cha quản sứ Gioan Bautista Hoàng Văn Khanh cùng đến với chúng ta trong đêm hôm nay. Xin được giới thiệu cha phụ tá Phêrô Hoàng Phôn cùng với sự có mặt của quý tu sĩ nam nữ trong giáo xứ. Quý vị trong hội đồng mục vụ, các ban ngành đoàn thể trong giáo xứ cùng người hiện diện với chúng ta trong đêm hôm nay, xin tất cả chúng ta dành một tràng pháo tay. Ngoài ra còn có sự hiện diện rất đặc biệt của chính quyền địa phương. Xin được giới thiệu bà Lê Chi, Phó Chủ tịch của phường Phước Hội cùng có mặt với chúng ta trong đêm hôm nay. Vâng, một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến quý cha cùng quý tu sĩ nam nữ, quý chính quyền, quý vị trong hội đồng mục vụ đã bớt chút thời giờ đến với giáo xứ trong đêm hội khuyến học hôm nay. Và để bắt đầu chương trình cho đêm khuyến học, xin được giới thiệu cha chánh xứ sẽ ban hướng từ cho chúng ta trong đêm hôm nay. Xin tất cả chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để đón chào cha chánh xứ. Thưa tất cả quý tu sĩ, quý hội đồng của giáo xứ và phó chủ tịch Lê Chi của Bà Di phường Phước Hội và tất cả quý phụ huynh cũng như tất cả quý em học sinh, đặc biệt những em học sinh đã đạt thành tích tốt trong giáo lý cũng như trong học tập trong niên khóa 2016-2017 vừa qua. Trước hết chúng tôi nhân danh là cha chánh xứ xin cảm ơn chính quyền địa phương, xin cảm ơn hội đồng mục vụ giáo xứ, xin cảm ơn các phụ huynh đã hiện diện hôm nay theo lời mời
theo ngày truyền thống khuyến học Hồi giáo xứ Thanh Xuân để tham dự ngày truyền thống khuyến học này như một khích lệ lớn lao cho tất cả các con em của chúng ta, niềm hy vọng với gia đình, với xã hội, của giáo xứ và của giáo hội. Thay các lời cảm ơn, chúng tôi xin một tràng pháo tay để bày tỏ một tín hiệu của sự biết ơn đó. Thưa tất cả quý vị, theo chúng tôi nghĩ, việc giáo dục con người gồm ba việc. Việc thứ nhất là giáo dục nhân bản, làm cho con người thật sự trở thành con người để sống xứng đáng là một con người trong gia đình, trong xã hội. Để chính nhờ việc giáo dục nhân bản này mà xã hội, gia đình, đất nước được phát triển. Việc giáo dục thứ hai là việc giáo dục văn hóa, bởi vì trí thức là chìa khóa cho sự văn minh của nhân loại. Cho nên việc giáo dục ở nhà trường là một điều rất cần thiết để mở mang trí tuệ cho tất cả các con em. Và việc giáo dục thứ ba là giáo dục đức tin, để cho người ghi thư hữu ngay từ lúc nhỏ đã có một niềm tin vững vàng vào chính Thiên Chúa Đấng Tạo Hóa. Và qua chính nhờ việc giáo dục đức tin này mà làm cho lương tâm con người được ngay chính, làm cho con người được luôn luôn khát vọng sự đạo đức, và làm cho con người thật sự trở thành con người biết phục vụ. Bởi vì chân ngôn của Kitô giáo chính là bác ái và phục vụ theo gương Đức Kitô. Đức đến không phải để được phục vụ, nhưng là đến để phục vụ, đến nỗi đã hiến mạng sống mình. Để thực hiện ba lĩnh vực giáo dục này, nhân bản, văn hóa và đức tin, thì tất cả mọi người phụ huynh và những người có trách nhiệm từ trong gia đình đến xã hội, đến giáo hội phải góp tay góp sức chung lực để chúng ta cố gắng giúp đỡ cho tất cả các con em của chúng ta. Tại giáo xứ Thanh Xuân, chúng tôi vẫn luôn luôn cố gắng để mà đẩy mạnh công tác giáo dục này. Về mặt văn hóa, chúng tôi vẫn động viên cho tất cả các con em trong gia đình, động viên cho các phụ huynh chăm lo việc học cho con cái ở tại nhà trường. Và chúng tôi cố gắng hết sức khuyến khích để hàng năm để mà tôn vinh tất cả những em đạt thành tích tốt trong học vấn ở nhà trường. Hiện nay chúng tôi nhận ra được rằng trên 20 em vừa tốt nghiệp để bắt đầu bước vào đại học, rồi có một số em đã tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp, rồi một số em tốt nghiệp đại học, một số em tốt nghiệp thạc sĩ ở tại nước ngoài. Và đó chính là điều mà chúng tôi cảm thấy rất hân hoan và phấn khởi cho cái việc giáo dục văn hóa của giáo sĩ Thanh Trường. Việc thứ hai là chúng tôi rất để ý đến giáo dục nhân bản, bởi vì chúng tôi nhận ra được rằng trong xã hội ngày nay, một xã hội tục hóa, khi mà con người ta bị đẩy và bị lôi kéo bởi tất cả những gì thuộc về thế gian, thuộc về tiền tài, thuộc về danh vọng, thuộc về tham vọng, thì cái việc giáo dục nhân bản nó rất cần thiết để làm cho con người trở thành con người. Cho nên trong tất cả các buổi lễ, trong tất cả những cuộc họp mặt với các phụ huynh hoặc có dịp gặp các em, chúng tôi đều nhấn mạnh đến công tác giáo dục nhân bản, giúp các em ý thức được rằng mình là con người và mình cố gắng ngay từ lúc đó phải sống xứng đáng là con người trong gia đình, trong xã hội cũng như trong giáo hội. Và quan trọng hơn cả, chúng tôi vẫn rất để ý đến vấn đề giáo dục đức tin. Hàng tuần chúng tôi vẫn tổ chức lớp giáo lý cho các em. Học giáo lý không phải chỉ học về Chúa, mà học giáo lý là để biết Chúa và nhờ Chúa dạy mà biết về con người, để
sung sức đáng là con người, con cái của Chúa, con cái của gia đình, của xã hội. Cho nên chúng tôi đã nỗ lực cố gắng để thực hiện ba công tác lĩnh vực giáo dục này. Vì thế hôm nay, trong ngày khuyến học truyền thống của giáo xứ, chúng tôi rất vui mừng được gặp tất cả các phụ huynh ở đây và được tôn vinh tất cả các em đã đạt thành tích tốt trong học vấn, trong giáo lý cũng như trong vấn đề nhân bản trong năm vừa qua. Chúng tôi mong rằng ngày sau đây là danh sách của các em ấu nhi. Khai tâm một nam Giuse Hoàng Quốc Thái, con Francisco Hoàng Trọng Hùng, Võ Fatima, Giacobbe Nguyễn Phước Tài, con Maria Hồ Thị Gia, giáo họ Lộ Đức, Juan Bautista Hồ Nhật Quy, con Paulo Hồ Hoàng Thanh Hòa, giáo họ La Vang, Pedro Hồ Huy Hảo, con Pedro Hồ Hữu Thắng, giáo họ Tà Bao, Pedro Phạm Mạnh Cường, con Domino Phạm Mạnh Thường, giáo họ Lộ Đức. Thai tâm một nữ Teresa Trần Dương Khánh Quỳnh, con Juan Bautista Trần Công Minh, giáo họ Tà Bao, Anna Trần Nữ Bảo Thi, con Pedro Trần Công Quân, giáo họ La Vang, Teresa Đoàn Bùi Bảo Trâm, con Mike Bùi Đoàn Giang Hải, giáo họ Fatima, Teresa Bùi Thị Huyền Duyên, con Giuse Bùi Nam, giáo họ La Vang, Maria Nguyễn Phương Kha Hân, con Giacobbe Nguyễn Đình Hải, giáo họ Tà Bao. Lớp khai tâm 2 nam Pedro Hồ Trần Duy Linh, con Pedro Hồ Sáng, giáo họ La Vang, Pedro Hồ Công Minh, con Juan Bautista Hồ Quốc Hùng, giáo họ Tà Bao, Juan Bautista Nguyễn Phi Hùng, con Juan Bautista Nguyễn Dũng Tiến, giáo họ Fatima, Pedro Trần Bảo Phúc, con Pedro Trần Phúc Thiện, giáo họ Fatima, Pedro Trần Quang Thiết, con Pedro Nguyễn Quang Thanh, giáo họ Fatima. Lớp khai tâm 2 nữ Agatha Dương Ngọc Thiên Di, con Dương Minh Hải, giáo họ Tà Bao, Mata Trần Ngô Uyên Như, con Pedro Trần Hoàng Hùng, giáo họ Fatima, Maria Trần Ngọc Minh Thư, con Paulo Trần Anh Tuấn, giáo họ La Vang, Anna Nguyễn Lê Bảo Ngọc, con An Tôn Nguyễn Trọng Ái, giáo họ La Vang, Teresa Hồ Ngọc Khánh Linh, con Paulo Hồ Hoàng Ánh Hà, giáo họ La Vang. Lớp xưng tội một nam Pedro Hồ Duy Việt, con Pedro Hồ Đình Năng, giáo họ La Vang, Giuse Nguyễn Viết Danh, con Giuse Nguyễn Thái Dương, giáo họ Lộ Đức, Pedro Nguyễn Huy Phương, con Mata Nguyễn Dương Thái Nhi, giáo họ Fatima, Pedro Nguyễn Ngọc Bảo Khang, con Giuse Nguyễn Anh Tuấn, giáo họ Lộ Đức, Doan Trương Gia Bảo, con Pedro Trương Lợi, giáo họ Fatima. Lớp chứng tội một nữ Teresa Trần Hoài Kim Lộc, con Pedro Trần Thanh Tùng, giáo họ Fatima, Teresa Trần Nguyễn Khánh Linh, con Teresa Vũ Thị Ái Nhi, giáo họ La Vang, Maria Bùi Nguyễn Linh Na, con Pedro Bùi Hoài Lê, giáo họ La Vang, Teresa Phạm Mai Kiều Vi, con Joan Bautista Phạm Bá Hoàng, giáo họ La Vang, Maria Goretti Trương Ngọc Ánh, con Joan Bautista Trương Công Diệp, giáo họ La Vang. Lớp xưng tội hai nam Giuse Vũ Duy Nhật, con Giuse Vũ Văn Mạnh, giáo họ Lộ Đức, Giacobbe Joan Hồ Vũ Quý An, con Pedro Hồ Minh Thanh, giáo họ Tà Bao, Joan Bautista Ngô Đặng Minh Trí, con Joan Bautista Ngô Tuấn Khanh, giáo họ Fatima, Joan Bautista Nguyễn Cao Minh Khánh, con Joan Bautista Nguyễn Minh Khang, giáo họ Fatima, Joan Bautista Trần Bình Đại Pháp, con Joan Bautista Trần Thanh Tân, giáo họ Fatima. Lớp xưng tội hai nữ Teresa Bùi Đoàn Bùi Gia Hân, con Mike Đoàn Giang Hải, giáo họ Fatima, Anna Vũ Thanh Trúc, con Giuse Vũ Văn Trung, giáo họ Lộ Đức, Maria Hồ Trần Hương Tâm, con Pedro Hồ Sáng, giáo họ La Vang, và Maria Nguyễn Hoàng Mỹ Quyên, con Pedro Nguyễn Tạ Hữu Hoàng, giáo họ Lộ Đức. Đó là danh sách 39 em của lớp Âu Nhi. Xin mời đoàn thiếu nhi chúng ta lên phát thưởng cho các em. Thank you.
trưởng ban chấp lý các em đứng trưởng và chúng ta phát thưởng cho các em. Vâng, sau một năm các em đã cố gắng nỗ lực trao dồi học tập về đức tin cùng với truyền đạt của các anh chị em giáo lý viên. Hôm nay các em đã hoàn thành xuất sắc năm học, và đặc biệt hơn là có một số em đã cố gắng nỗ lực vượt bậc, đã đạt thành tích cao trong học tập, xứng đáng nhận phần thưởng trong đợt giáo lý này. Xin tất cả các em, xin tất cả mọi người chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho học giáo lý của các em thiếu nhi trong giáo xứ. Vâng, xin chân thành các em mời các, cảm ơn các em rất nhiều. Lớp giáo lý thiếu nhi lớp 2016 nam, chú xe Vũ Quốc Bảo, con chú xe Vũ Viết Hiền với họ Tào Bao. Francisco Save Trần Hoài Vĩnh Lợi, con Vero Trần Thanh Tùng với họ Fatima. Con Bautista Nguyễn Lê Minh Nguyên, con Vero Nguyễn Minh Nhật với họ Fatima. Chu xe Nguyễn Thành Nhân, con chu xe Nguyễn Văn Thừa với họ Tà Bao. Chu xe Vũ Thành Phát, con chu xe Vũ Văn Nguyễn với họ Fatima. Chu xe Hoàng Quốc Anh, con Francisco Hoàng Trọng Tùng với họ La Vang. Lớp 2016 nữ Anna Nguyễn Ngọc Bảo Thi, con chú xe Nguyễn Anh Tuấn với họ Tà Bao. Maria Hoàng Vân Linh, con chú Bautista Hoàng Đăng Duy với họ Fatima. Maria Hoàng Nguyễn Phương Trinh, con Euro Hoàng Sơn Lâm với họ La Vang. Maria Nguyễn Thị Kim Phụng, con chú Bautista Nguyễn Hoàng Thiên với họ Lộ Đức. Teresa Ngô Đặng Tuệ Minh, con chú Bautista Ngô Tuấn Khanh với họ Fatima. Lớp 2015 nam Doan Bautista Lê Minh Hưng, con Doan Bautista Lê Anh Tuấn với họ Fatima. Chu xe Nguyễn Trần Nhật Tân, con Pedro Nguyễn Hùng Tuấn với họ Fatima. Chu xe Bùi Quang Minh, con Mike Bùi Văn Trình với họ Lộ Đức. Paulo Nguyễn Huy Tùng, con Mata Nguyễn Dương Thái Nhi với họ Fatima. Chu xe Nguyễn Gia Huy, con chu xe Nguyễn Đức Dũng với họ Fatima. Lớp 2015 A nữ Maria Võ Thảo, Võ Thùy Thảo Trinh, con Cao Thị Tô Phương với họ Fatima. Anna Hoàng Lê Minh Anh, con Mike Hoàng Văn Long với họ Fatima. Teresa Trần Thị Tuyết Trâm, con Đông Bốt Cô Trần Ánh Minh với họ La Vang. Anna Nguyễn Thùy An Lộc, con Pedro Nguyễn Văn Tạo với họ La Vang. Teresa Hoàng Kim Kiều Ngân, con Anna Hồ Thị Kim Thoa với họ La Vang. Lớp 2015 B Nam Francisco Chavez Nguyễn Phương Nam, con Francisco Nguyễn Ngọc Hoàng với họ Fatima. Francisco Bùi Nguyễn Thiên Phú, con Francisco Bùi Xuân Đông với họ La Vang. Francisco Hồ Công Môn, con Francisco Hồ Chính Dũng với họ La Vang. Pedro Trần Quốc Huy, con Pedro Trần Công Huệ với họ Lộ Đức. Doan Bautista Nguyễn Phi Sơn, con Doan Bautista Nguyễn Hùng Dũng Tiến với họ Fatima. Lớp 2015 B nữ Teresa Trần Thị Minh Hiền, con Pedro Trần Văn Hoài với họ Lộ Đức. Maria Hồ Nữ Thảo Vi, con Doan Bautista Hồ Sĩ Hạnh với họ Lộ Đức. Anna Hoàng Hoàng Thùy Vân Thúy Vân, con Pedro Hoàng Đức Tân với họ La Vang. Maria Vũ Nguyễn Trúc Quỳnh, con chú xe Nguyễn Vũ Chính với họ La Vang. Maria Trần Vũ Thái Hằng, con chú xe Trần Mai Sen với họ Tà Bao. Lớp 2014 nam Doan Bautista Hồ Phúc Hưng, con chú xe Hồ Sĩ Hoan với họ Lộ Đức. Pedro Nguyễn Đậu Khư Khang, con Pedro Nguyễn Xuân Hoài với họ La Vang. Pedro Nguyễn Minh Tuấn, con Pedro Nguyễn Văn Dũng với họ La Vang. Pedro Nguyễn Hải Huy, con Pedro Nguyễn Văn Tươi với họ La Vang. Pedro Hồ Ngọc Hùng, con Pedro Hồ Minh với họ Fatima.
xin mời đại diện giáo họ Lộ Đức chúng ta lên phát thưởng cho các em thiếu nhi. Xin mời đại diện của giáo họ Lộ Đức. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để
chúc mừng cho sự thành công trong việc học vô lý của các trọng tôn cho họ La Va, Trần Bảo Nữ, Trần Nữ Bảo Thi con Trần Thị Thanh Ngọc cho họ La Va, Trần Thị Như Ý con Trần Hùng giáo họ Lộ Đức, Nguyễn Thảo Linh con Nguyễn Trường Hải giáo họ Lộ Đức. Và sau đây là khối lớp 2, Nguyễn Ngọc Thiên Di con Hồ Thị Thường Vi với họ Tà Bao, Trần Ngọc Minh Hằng con Trần Vũ Công với họ La Vang, Nguyễn Trần Gia Hân con Nguyễn Văn Hương với họ Tà Bao, Lê Xuân Hòa con Lê Xuân Huấn với họ Tà Bao, Nguyễn Phi Hùng con Nguyễn Dũng Tiến với họ Fatima, Phan Đình Huy con Phan Trung Tính với họ Fatima, Hồ Ngọc Khánh Linh con Hồ Hoàng Anh Hà với họ La Vang, Nguyễn Lê Bảo Ngọc con Nguyễn Trọng Ái với họ La Vang, Hồ Thị Cẩm Nhung con Hồ Ngọc Hướng với họ Lộ Đức, Nguyễn Trúc Quỳnh Như con và Trần Thị Tuyết Nhung với họ Lộ Đức, Trần Ngô Huyên Như con Trần Hoàng Hùng với họ Fatima, Phan Thị Thanh Mai Thanh con Phan Thiên Triệu với họ Fatima, Trần Ngọc Minh Thư con Trần Anh Tuấn với họ La Vang, Nguyễn Hoàng Phương Uyên con Nguyễn Thái Oanh với họ Tà Bao. Các em khối lớp 3, Trương Ngọc Ánh con Trương Công Điệp với họ La Vang, Nguyễn Viết Danh con Nguyễn Viết Dương với họ Lộ Đức, Nguyễn Khắc Nhật Hạ con Nguyễn Khắc Trung với họ La Vang, Võ Thế Gia Hân con Võ Minh Tân với họ Lộ Đức, Nguyễn Cẩm Tú con Nguyễn Văn Sang với họ Fatima, Nguyễn Ngọc Bảo Khang con Nguyễn Anh Tuấn với họ Tà Bao, Ngô Hoàng Phương Khanh con Ngô Hoàng Long với họ La Vang, Hoàng Đăng Khoa con Hoàng Văn Thi với họ Fatima, Hồ Duy Kiệt con Hồ Đình Năng với họ La Vang, Nguyễn Nguyên Linh Na con Nguyễn Hoài Lê với họ La Vang, Trần Nguyễn Khánh Linh con Trần Công Luận với họ Fatima, Nguyễn Phương Linh con Nguyễn Thành Trung với họ Fatima, Trần Hoài Kim Lộc con Trần Thanh Tùng với họ Fatima, Trương Ngọc Hoài My con Trương Ngọc Huy với họ La Vang, Phạm Mai Kiều Vĩ con Phạm Bá Hoàng với họ La Vang, và Nguyễn Huy Vương con Nguyễn Dương Thái Ni với họ Fatima. Vâng, giờ đây chúng con trân trọng kính mời ban đại diện của giáo họ Tà Bao chúng ta lên phát thưởng cho các em học sinh cấp 1. Xin mời ban điều hành giáo họ Tà Bao. Quan trọng trong việc học, từ đó nhà trường, giáo xứ, xã hội tất cả đều quan tâm và mong cho các em sau này là những con người giáo dân đạo đức cũng như những người công dân tốt ngoài xã hội. Ngày hôm nay các em nhận được phần thưởng không phải để dừng lại mà cần phải phấn đấu hơn nữa. Ai giỏi thì giỏi hơn, ai chưa giỏi thì năm sau sẽ cố gắng. Vì thế giáo xứ xin chúc các em một năm học mới sẽ học được nhiều thành quả tốt đẹp và thành công. Xin tất cả chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn. Nguyễn Quốc Kiệt cho họ Fatima, Phạm Tiến Đạt con Phạm Mạnh Thường cho họ Lộ Đức, Nguyễn Hồ Bảo Hân con Nguyễn Hoàng Tiết Sơn cho họ Tà Bao, Đoàn Bùi Gia Hân con Đoàn Giang Hải cho họ Fatima, Lê Tuyết Hoa con Lê Trung Dũng cho họ Tà Bao, Nguyễn Đình Đan My con Nguyễn Đình Sơn với họ Lộ Đức, Phạm Mai Kiều Ngân con Phạm Bá Hoàng với họ La Vang, Từ Ngọc Thanh Ngân con Từ Ngọc Quá với họ Fatima, Vũ Duy Nhất con Vũ Văn Mạnh với họ Lộ Đức, Vũ Lê Uyên Như con Vũ Thành Quang với họ Fatima, Nguyễn Ngọc Phi con Nguyễn Ngọc Tuấn với họ Tà Bao, Nguyễn Hoàng Mỹ Quyên con Nguyễn Tạ Hoàng với họ Lộ Đức, Hồ Trần Hương Trâm con Hồ Sáng với họ La Vang, Ngô Nguyễn Bảo Trâm con Ngô Vũ Văn Giang với họ Tà Bao,
Diệp Minh Quý con Diệp Thế Long giáo họ La Vang. Các em khối lớp 5 Hoàng Quốc Anh con Hoàng Trọng Tùng giáo họ La Vang. Nguyễn Hoàng Anh Chí con Nguyễn Văn Hướng giáo họ Tà Bao. Nguyễn Hoàng Yên Đan con Nguyễn Văn Đồng giáo họ Tà Bao. Lê Ngọc Xuân Hiền con Lê Xuân Huấn giáo họ Tà Bao. Nguyễn Vũ Hoàng con Nguyễn Hoàng Thư giáo họ Fatima. Nguyễn Hoàng Phương Quyền con Nguyễn Quyết Tiến giáo họ Tà Bao. Trần Khánh Linh con Trần Cường giáo họ La Vang. Ngô Đặng Tuệ Minh con Ngô Vũ Tuấn Khanh giáo họ Fatima. Nguyễn Trần Thảo Ngân con Nguyễn Thế Hiếu giáo họ Fatima. Nguyễn Lê Minh Nguyên con Nguyễn Minh Nhật giáo họ Fatima. Nguyễn Thành Nhân con Nguyễn Văn Thừa giáo họ Tà Bao. Hoàng Ngọc Như con Hoàng Thanh Bình giáo họ La Vang. Nguyễn Quang Phúc con Nguyễn Quang Phong giáo họ Fatima. Nguyễn Thị Kim Phụng con bà Trần Thị Hậu giáo họ Lộ Đức. Nguyễn Ngọc Bảo Thi con Nguyễn Anh Tuấn giáo họ Tà Bao. Nguyễn Ngọc Phương Trinh con Nguyễn Thành Phương giáo họ La Vang. Hoàng Nguyễn Phương Trinh con Hoàng Sơn Lâm giáo họ La Vang. Và Hồ Quốc Vượng con Hồ Quốc Hùng giáo họ Tà Bao. Chúng tôi xin mời giáo họ ban điều hành giáo họ Fatima chúng ta lên phát thưởng cho các em. Con đường dẫn đến thành công không phải bao giờ cũng dễ dàng và thuận lợi. Để đạt được thành quả như ngày hôm nay, các con của chúng ta đã thật sự nỗ lực và cố gắng rất nhiều. Đó là những tháng ngày miệt mài trau dồi kiến thức, là một ngày hai buổi đến trường bên trang sách cùng bạn bè trao đổi học tập. Vâng, một tràng pháo tay xin được gửi đến các em và chúc các em tiếp tục sang năm chúng ta học giỏi học khá hơn. Và con Trần Thanh Dũng giáo họ Fatima, Nguyễn Huy Hùng con Nguyễn Dương Thái Ni giáo họ Fatima, Nguyễn Gia Huy con Nguyễn Đức Dũng giáo họ Fatima, Hoàng Tuấn Huy con Hoàng Đức Danh giáo họ La Vang, Nguyễn Đình Hưng con Nguyễn Đình Hải giáo họ Tà Bao, Lê Hà Diễm Khuê con Lê Văn Hoàng giáo họ Tà Bao, Bùi Quang Minh con Bùi Văn Trình giáo họ Lộ Đức, Cù Nguyễn Ái Ngọc con và Trần Thị Quỳnh Hoa giáo Lộ Đức, Nguyễn Hồ Bảo Ngọc con Nguyễn Hoàng Tiếp Thơ giáo họ Tà Bao, Vũ Thành Phát con Vũ Xuân Cường giáo họ Fatima, Hồ Như Quỳnh con Hồ Sĩ Tuấn giáo họ Tà Bao, Phan Nguyệt Thanh con Phan Kim Tiểu giáo họ Fatima, Tô Thái Lam Thi con Tô Thành Thông giáo họ Fatima, Từ Ngọc Thủy Tiên con bà Trần Thị Thúy Hằng giáo họ Fatima, Trần Minh Trí con Trần Minh Trung giáo họ Fatima, Trần Hoàng Trinh con Trần Minh Sơn giáo họ Fatima, Võ Thùy Thảo Trinh con bà Cao Thị Châu Phương giáo họ Fatima, Hồ Nữ Thanh Trúc con bà Hồ Thị Thúy giáo họ Lộ Đức, Lê Huy Trường con Lê Quốc Hưng giáo họ Tà Bao, Nguyễn Phương Khánh Vân con Nguyễn Tính giáo họ Lộ Đức. Và danh sách các em khối lớp 7 Nguyễn Văn Anh con Nguyễn Trường Anh Trung giáo họ Tà Bao, Đào Đức Đạt con Đào Đức Huệ giáo họ Lộ Đức, Phạm Tiến Đạt con Phạm Đình Xuân Tiến giáo họ Fatima, Trần Vũ Thái Hằng con Trần Mai Sen giáo họ Tà Bao, Nguyễn Vũ Ngọc Hân con Vũ bà Vũ Thị Sơn giáo họ Lộ Đức, Trần Thị Minh Hiền con Trần Văn Hòa giáo họ Lộ Đức, Trần Quốc Huy con Trần Văn Huệ giáo họ Lộ Đức, Trần Phương Linh con Trần Thanh Phong giáo họ La Vang, Kiều Nhật My con bà Kiều Hiếu Hảo giáo họ Fatima, Nguyễn Phương Nam con ông Nguyễn Ngọc Hoàng giáo họ Fatima, Hồ Công Môn con ông Hồ Chính Dũng giáo họ La Vang, Nguyễn Phan Thanh Nguyên con Nguyễn Văn Cần giáo họ Lộ Đức, Bùi Nguyễn Thiên Phú con Bùi Văn Đông giáo họ La Vang, Trần Đình Phúc con ông Trần Đình Hạnh giáo họ Tà Bao, Hồ Khôi Phục con bà Hồ Thị Loan giáo họ Lộ Đức, Vũ Nguyễn Trúc Quỳnh con bà Nguyễn Thị Kim Hạnh giáo họ Tà Bao, Nguyễn Dũng Sơn con Nguyễn Dũng Tiến giáo họ Fatima, Hoàng Văn Tâm con Hoàng Đăng Duy giáo họ Fatima,
Cù Hoài Trúc Thảo, con ông Cù Huyền Lương với họ La Vang, Phan Nguyễn Đình Tông, con Phan Đình Trí với họ Tà Bao, Trần Thị Thanh Thư, con Trần Quốc Tuấn với họ Lộ Đức, Hoàng Nguyễn Công Tiến, con Hoàng Sơn Lâm với họ La Vang, Phạm Mỹ Tuyết Trinh, con Phạm Đức Ti với họ La Vang, và Trần Ngô Thanh Vân, con bà Ngô Thị Hải với họ Fatima. Xin mời ban điều hành với họ La Vang lên phát thưởng cho các em. Xin tất cả chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng trong việc học tập của các con em của chúng ta. Kính thưa linh mục chánh xứ, giáo xứ Thanh Xuân, kính thưa linh mục và các vị tôn đốc, vị hội đồng mục vụ, quý phụ huynh, các em học sinh thân mến. Hôm nay tôi xin thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường và Hội khuyến học đến tham dự buổi tuyên dương học sinh giỏi của giáo xứ. Xin thay mặt lãnh đạo phường gửi đến quý vị lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, quý phụ huynh cùng các em học sinh thân mến, nói đến hiếu học và khuyến học thì dân tộc ta đã có truyền thống từ lâu đời. Và từ lâu, nhân dân ta đã khuyến khích và có nhiều hình thức giúp đỡ, động viên con cháu học tập. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên địa bàn phường cùng với hội khuyến học, các tổ chức xã hội đã không ngừng quan tâm, chỉ đạo phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Việc làm này đã được các ban ngành đoàn thể, các tổ chức tôn giáo, các lực lượng xã hội, các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Trong đó các trường học trong trường và hội khuyến học giữ vai trò nòng cốt, đặc biệt là giáo xứ Thanh Xuân, các vị linh mục sẵn sàng giúp đỡ, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các em học sinh nghèo được đến trường, quan tâm hỗ trợ các nhân tài, các em trong tương lai. Xin thay mặt cho địa phương, xin ghi nhận tình cảm quý báu của quý vị đã dành cho các em cùng với địa phương trong phong trào khuyến học khuyến tài. Thời gian đến, phường sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền khuyến học khuyến tài nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời, kết hợp với phổ biến nhân rộng các điển hình tiên tiến, gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng hiếu học ngày càng hiệu quả. Một lần nữa, xin kính chúc quý vị khỏe, chúc buổi tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi hôm nay của giáo xứ thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Sau đây là danh sách của các em khối lớp 8. Hoàng Trần Mai Anh, con bà Trần Thị Thu Vân, giáo họ Đức. Nguyễn Hoàng Vi Đan, con Nguyễn Văn Đồng, giáo họ Tà Bao. Nguyễn Vũ Minh Khánh, con bà Võ Thị Hồng Điệp, giáo họ Fatima. Hồ Thị Ngọc Linh, con Hồ Hữu Hoàng Thanh với họ La Vang. Hồ Thị Kim Ngân, con Hồ Hiệp với họ La Vang. Trần Thị Bích Ngọc, con Trần Ngọc Dũng với họ Lộ Đức. Trần Nguyễn Quỳnh Như, con Trần Văn Quệ với họ Lộ Đức. Võ Lê Lệ Quyên, con Võ Tuấn Anh Kiệt với họ Tà Bao. Hồ Trương Quỳnh Tiên, con Hồ Thị Tuấn với họ Lộ Đức.
Trần Hoàng Trâm con Trần Minh Sơn với họ Fatima, Nguyễn Ánh Tuyết con Nguyễn Văn Tiến với họ Tà Bao, Trần Thanh Nhật Vi con Trần Thanh Phong với họ La Vang, và các em khối lớp 9, Từ Ngọc Minh Anh con Từ Ngọc Quá với họ Fatima, Hồ Duy Ân con Hồ Hương Điền với họ La Vang, Ngô Minh Chuẩn con Ngô Đình Cường với họ Fatima, Vương Thiên Đăng con Vương Đình Tính với họ Lô Đức, Nguyễn Quốc Khải con bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết với họ Tà Bao, Trương Ngọc Hoài Thanh con Trương Ngọc Huy với họ La Vang, Trần Thị Xuân Thu con Trần Xuân Hùng với họ Tà Bao, Trần Đình Anh Thư con Trần Đình Hạnh với họ Tà Bao, Nguyễn Mỹ Tuyền con Nguyễn Văn Xô với họ Lô Đức, Phan Nguyên Vũ con Phan Vẽ với họ Tà Bao. Danh sách các em khối lớp 10: Phan Trung Hiếu con Phan Trung Tính với họ Fatima, Hoàng Ngọc Nhi con Hoàng Văn Thành với họ Fatima, Võ Trúc Như con Võ Tâm với họ La Vang, Phan Vinh Phong con Phan Vĩnh Thiên với họ Fatima, Trần Thị Bích Phương con Trần Việt với họ Fatima, Vũ Trần Kim Sơn con và Trần Thị Hoài với họ Fatima, Nguyễn Hoàng Thiện con Nguyễn Văn Tạo với họ Fatima với họ La Vang, Hồ Dự Tiên Thiện con Hồ Văn Long với họ Fatima, Hồ Nữ Thủy Tiên con bà Nguyễn Thị Thúy với họ Lộ Đức, Trần Xuân Vĩ con Trần Hùng với họ Lộ Đức. Và danh sách các em khối lớp 11: Hồ Quốc Bình con Hồ Công Nhuận với họ Lộ Đức, Nguyễn Đình Hải con Nguyễn Đình Phước với họ Fatima, Hồ Trúc Hân con bà Hồ Thị Loan với họ Lộ Đức, Nguyễn Đình Hoàng Huynh con Nguyễn Đình Hoàng với họ Tà Bao, Nguyễn Thị Thảo Nguyên con Nguyễn Văn Thanh với họ Tà Bao, Hồ Hoàng Tú Quỳnh con Hồ Thanh Phong với họ Lộ Đức, Hoàng Lê Minh Thư con ông Hoàng Văn Long với họ Fatima, và Lê Minh Trí con bà Nguyễn Thị Thanh Tâm giáo họ La Vang. Chúng tôi tình cảm kính mời vị đại diện của chính quyền cùng với quý sơ chúng ta lên phát thưởng cho các em thuộc khối lớp 8, lớp 9, lớp 10 và lớp 11. Xin mời đại diện chính quyền và quý sơ. Mời ai sơ luôn. Sau phần phát thưởng này, chúng ta sẽ bước vào phần phát thưởng cho các em thuộc khối lớp 12. Xin các em chúng ta chuẩn bị khi nghe tên chúng ta bước lên ngay. Với thành quả đạt được ngày hôm nay là nguồn động viên cho các con em chúng ta tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa trong những tháng ngày sắp tới. Và trong thành công ngày hôm nay không chỉ có sự nỗ lực cố gắng của giáo viên và nhưng của tất cả mọi người. Xin tất cả chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để đón chào các em thuộc khối 8, 9, 10 và bên rồi. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Và chúng ta sẽ bước vào các em khối lớp 12. Sau đây là danh sách của các em tốt nghiệp lớp 12. Và trong danh sách của các em tốt nghiệp lớp 12 năm nay của giáo sư chúng ta có được 30 em đã tốt nghiệp tú tài. Nếu chúng ta dùng cái từ là tốt nghiệp tú tài. Hồ Trần Khánh Bảo con bà Trần Thị Ánh Nguyệt với họ Fatima, Đậu Tất Bảo Danh con Đậu Tất Thành với họ Lô Đức, Trần Tú Vân Hà con Trần Thiệu Hưng với họ Fatima, Trần Thị Mỹ Hoàng con Trần Minh Hải với họ La Vang, Nguyễn Thị Bảo Khánh con Nguyễn Quang Tâm với họ Fatima, Hồ Hữu Khôi con bà Hồ Thị Loan với họ Lộ Đức, Ngô Đình Tuấn Lạc con Ngô Đình Liêm với họ Fatima, Nguyễn Thị Phương Linh con Nguyễn Quang Phong với họ Fatima, Vũ Hoàng Ly con Vũ Xuân Phú với họ Fatima, Nguyễn Đức Minh con ông Nguyễn Tường Lan Vi với họ Lộ Đức, Nguyễn Đình Thảo My con Nguyễn Đình Sơn với họ Lộ Đức, Trần Thị Hồng Ngọc con Trần Công với họ Tà Bao,
Nguyễn Khánh Ngọc, con Nguyễn Thị Bạch Tuyết với họ Tà Bao. Nguyễn Mạnh Nhạc, con Hoàng Thanh Quang với họ Đồ Đức. Trần Hoàng Nhi, con Trần Minh Sơn với họ Fatima. Xin mời các em chúng ta bước lên ngay để nhận phần thưởng của giáo xứ. Lê Thị Phương Nhi, con Lê Quang Nghĩa với họ La Vang. Hoàng Định Phú, con Hoàng Công Thái với họ Tà Bao. Nguyễn Thị Thảo Quỳnh, con Nguyễn Ngọc Minh với họ Fatima. Vũ Trần Minh Tâm, con bà Trần Thị Hoài với họ Fatima. Hồ Hoàng Anh Thu, con Hồ Xuân Thể với họ Fatima. Hồ Nữ Hồng Thủy, con Hồ Thị Thúy với họ Lô Đức. Nguyễn Tấn Tiến, con Nguyễn Thanh Nguyệt với họ Tà Bao. Trần Thị Bích Trâm, con Trần Việt giáo họ La Vang. Trần Thị Bích Trâm, con Trần Ngọc Dũng với họ Lô Đức. Bành Ngọc Kiều Trâm, con Bành Văn Minh với họ Lô Đức. Nguyễn Trúc Ngân, con Nguyễn Bá Triêm với họ Tà Bao. Trần Thanh Vũ, con ông Trần Thanh Phong với họ La Vang. Trần Mai Diệu Vi, con Trần Tuấn Đạt với họ La Vang. Nguyễn Hoàng Thị Vi, con Nguyễn Văn Công với họ Fatima. Trần Thị Kim Xuân, con Trần Đình Hạnh với họ Tà Bao. Đó là danh sách của 30 em tốt nghiệp tú tài của năm nay. Xin mời ban thường vụ giáo xứ chúng ta lên phát phần thưởng cho các em. Xin tất cả chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng ông Tú, cậu Tú, cô Tú. Vâng, xin chân thành cảm ơn các em. 16 tuổi 17. Nguyễn Thị Bảo Ngọc, tốt nghiệp cao đẳng kế toán, con Nguyễn Văn Minh với họ Tà Bao. Trần Thị Ngọc Nhi, tốt nghiệp cao đẳng, con Trần Văn Hai giáo họ La Vang. Nguyễn Phan Thanh Thảo, tốt nghiệp cao đẳng giáo dục tiểu học, con Nguyễn Văn Cần giáo họ Lộ Đức. Nguyễn Thị Mỹ Tiên, tốt nghiệp chuyên ngành kinh doanh xuất nhập khẩu, con Nguyễn Văn Tâm giáo họ Lộ Đức. Trần Phương Nhã Trúc, tốt nghiệp cao đẳng tiếng Anh, trường cao đẳng cộng đồng Bình Thuận, con ông Trần Thanh Hoa giáo họ Fatima. Lê Minh Tuấn, cao đẳng điện tử, con Lê Văn Minh giáo họ Tà Bao. Đào Thị Hồng Vân, tốt nghiệp cao đẳng quản trị kinh doanh, trường cao đẳng kinh tế đối ngoại, con Đào Văn Quang giáo họ Fatima. Vài danh sách các em tốt nghiệp đại học gồm có 16 em, 15 em. Hoàng Đăng Khoa, tốt nghiệp đại học kỹ sư cơ khí công nghiệp chế tạo, con Hoàng Thung giáo họ Fatima. Hồ Quốc Bảo, sinh viên giỏi trường công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, con Hồ Công Nhuận giáo họ Lô Đức. Hồ Thị Thanh Tuyên, cử nhân kế toán Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, con bà Võ Thị Tánh giáo họ Fatima. Nguyễn Mông Thanh Hà, Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, con Nguyễn Văn Bồng giáo họ Tà Bao. Nguyễn Dương Quốc Cường, kỹ sư phần mềm trường Đại học Iowa USA, con ông Nguyễn Dũng giáo họ Tà Bao. Nguyễn Thị Khánh Quỳnh, tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh đọc công nghệ thông tin, con bà Nguyễn Thị Kim Anh giáo họ Fatima. Nguyễn Thị Yến Trang, Đại học Tiếng Nhật, con Nguyễn Thế Trung giáo họ Tà Bao. Trần Bảo Duy, tốt nghiệp đại học, con Trần Đức Ninh giáo họ La Vang. Trần Hải Đăng, cử nhân hệ thống thông tin quản lý Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh,
con Trần Giáo giáo hộ Fatima. Trần Thái Quỳnh Trâm tốt nghiệp Đại học Quản trị Kinh doanh, con Trần Công Nghĩa giáo hộ Lao Vang. Trần Thị Phương Uyên cử nhân công nghệ sinh học Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thạc sĩ ngành khoa học thực vật Đại học Teolovi Israel, con ông Trần Thanh Hoa giáo hộ Fatima. Trần Thị Thúy Hằng tốt nghiệp đại học, con bà Nguyễn Thị Thanh Hiền giáo hộ Lao Vang. Trần Tuyết Nga tốt nghiệp đại học, Trần con ông Trần Nhân Tôn giáo hộ Lao Vang. Trần Vũ Nhân Thái tốt nghiệp đại học Văn Lang, con Trần Mai Sen. Võ Quỳnh Như tốt nghiệp đại học, con Võ Tâm giáo hộ Lao Vang. Và Nguyễn Lữ Minh Huy tốt nghiệp cử nhân tài chính kế toán, con Nguyễn Tiến Đạt giáo hộ Lộ Đức. Vâng, chúng con trân trọng kính mời cha chánh xứ, cha phụ tá cùng với vị đại diện chính quyền chúng ta lên phát thưởng cho các em thuộc cao đẳng, đại học cũng như tốt nghiệp các ban ngành của năm 2016-2017 hôm nay. Vâng, xin các em chúng ta đứng hàng ngang trước giới để chúng ta thấy rõ mặt những gương mặt rất đáng để cho làm gương cho tất cả các em, con em của chúng ta. Dành những tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho tinh thần học tập của con em trong giáo xứ chúng ta. Vâng, đó cũng là niềm tự hào của giáo xứ, của gia đình và của xã hội hôm nay. Và đặc biệt trong giây phút này, mình chung với các phụ huynh của các một lần nữa xin mời các em đầu đại học, cao đẳng, trung cấp, chúng ta bước lên lại trên này để cùng chung chia niềm vui với cha quản xứ. Cha rất hay làm hành diện khi có những người con trong giáo xứ đạt tới thành tích học tập, một niềm khích lệ cho các bạn trẻ còn lại trong giáo xứ. Xin tất cả các em chúng ta bước lên và cùng chung chia niềm vui với cha quản xứ và cha phụ tá của chúng ta. Thạc sĩ bên giáo phái Tainquil, Teo Avil, Trần Thị Phương Uyên, con ông Trần Thanh Hoa thuộc giáo họ Fatima. Trần Thị Phương Uyên, thạc sĩ ngành khoa học thực vật. Vâng, chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn. Lên đi không hả? À, hỏi ai biết ai bên kia đâu. Và đặt vào trong những quyền sung lòng con Ngô Đình Cường đến giáo hội Fatima. Xin mời hai thầy chúng ta.
Vâng, đây là phần thưởng dành cho hai thầy tiếp tục bước vào con đường tu trì thuộc chủng viện Xuân Long và chủng viện Nicola. Tất cả chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cha Hoàng Văn Linh con, Đậu Thị Thanh Thúy, Ngô Đặng Tuệ Minh con và Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Phương Nam con và Hoàng Thị Huệ, Lý Hồng Ngân con và Bùi Thị Hồng, Trần Minh Nhật con và Hồ Thị Lĩnh, Trần Ngọc Khánh Nhi con và Trần Thị Hoa, Hồ Nhật Phi con và Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Trần Nhật Phương con và Trần Thị Thu Hường, Nguyễn Dũng Sơn con và Trần Thị Hà, Bùi Hải Thành con và Bùi Thị Trong, Trần Minh Trí con và Đậu Thị Thanh Vân, Trần Hoàng Minh con bà Hoàng Nữ Sương Loan, Võ Thị Thùy Trinh con bà Cao Thị Châu Phương, Vũ Quốc Tuấn con bà Nguyễn Thị Kim Châu và Nguyễn Trần Nhật Tuyên con bà Trần Thị Tuyết. Xin mời ban điều hành giáo hộ Fatima của bà mẹ lên phát thưởng. Đúng là ông lên hả? Nhưng mà ra hình có được không? Hình có rõ không? Rõ. Rõ tôi cho em chứ. Vâng, đây là chương trình của khuyến học, quà khuyến học của Hội Bà Mẹ Công Giáo trong giáo xứ đóng góp dành cho các em hiếu học trong giáo xứ, những gia đình gặp khó khăn, những gia đình chúng ta cùng đóng góp, các bà mẹ đã cùng đóng góp để mà xây dựng cho các em có một tương lai. Cho các em giáo hộ Fatima, chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho các em đã cố gắng học trong năm mới trong vừa qua. Xin bà Võ Thị Thu Liên, Trần Nguyễn Ngọc Lộc con bà Nguyễn Thị Phước Hương, Lê Công Minh con bà Trần Thị Đoàn, Nguyễn Đức Minh con bà Hồ Thị Viện, Trương Ngọc Hoài My con bà Nguyễn Thị Hoài Châu, Hồ Bảo Ngân con bà Nguyễn Thị Lễ Hoa, Đàm Bảo Ngọc con bà Lê Thị Lũ, Hoàng Ngọc Như con bà Trần Thị Ngọc Lành, Võ Thảo Như con bà Võ Thị Như Hương, Trần Trung Quốc con bà Phạm Thị Đông, Hồ Trần Hương Tâm con bà Trần Thị Hồng Hương, Trần Minh Thành con bà Trần Thị Ngọc, Lê Quang Thành con bà Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Hoàng Minh Triết con bà Hoàng Thị Trang Anh và Trần Nhật Vũ con bà Trần Thị Thanh Phương, Trần Thanh Huyền. Xin mời ban điều hành của bà mẹ giáo họ La Vang lên phát thưởng cho các em. Linh Trang, Hồ Vui Phục con bà Hồ Thị Loan, Hồ Hoàng Quân con Hồ Thanh Phong, Nguyễn Trần Tuấn Thiên con bà Trần Thị Tuyết, Trần Quốc Thiện con Trần Đình Trung, Hồ Nữ Hồng Thủy con bà Hồ Thị Thúy, Trần Thị Mỹ Thuyên con bà Nguyễn Thị Hồ An, Đào Đức Trung con bà Trần Thị Nghi Giao, Nguyễn Phương Vân con bà Hồ Thị Phương Loan, Trần Quốc Việt con Trần Quốc Vương, Trần Ngọc Vinh con bà Hoàng Thị Kim Uyên và Trần Xuân Vĩ con bà Nguyễn Thị Bích. Xin kính mời ban điều hành giáo hội Độ Đức của bà mẹ Công Giáo. Con ông Hồ Tấn Quang, Nguyễn Đình Hoàng Thị con Nguyễn Đình Hoàng, Hoàng Văn con bà Trần Thị Lệ, Hoàng Anh Thư con bà Huỳnh Thị Thu Ngọc, Trần Ngọc Minh Thư con Trần Ngọc Hải, Hoàng Thị Thương con bà Phạm Thị Hoàng, Bùi Hồ Đoan Trang con bà Hồ Thị Nguyên,
Trần Ngọc Phương Trang, con bà Lê Thị Thanh Thảo, Hồ Hoài Bảo Trân, con bà Hồ Thị Phúc, Hoàng Trần Anh Trúc, con Hoàng Thị Thái Thành, Nguyễn Thị Tuyết, con Phan Đình Thông, Nguyễn Ngọc Phương Uyên, con bà Võ Thị Nhật Phương, Trần Phạm Phương Uyên, con bà Phạm Thị Miên, Nguyễn Thị Thu Uyên, con bà Nguyễn Thị Hường, Hồ Trúc Vi, con bà Hồ Thị Liên và Hồ Quốc Vượng, con bà Trần Thị Hoan. Xin mời ban điều hành của bà mẹ Công giáo giáo hộ Tà Bao lên phát thưởng cho các em. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn hội bà mẹ Công giáo của giáo sứ Thanh Xuân đã đồng hành với chúng tôi trong phần chương trình khuyến học hôm nay. Xin tất cả chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho các con em của chúng ta.